thương. Nặng nề phải vai mang, nhường gối thừa ân của Phật đàn, cố gắng tâm trì theo đến chốn, một ngày vinh diệu ắt bằng an. Bằng an bốn biển khỏi đua tranh, bởi khắp ba gia được chí lành. Trao sửa tâm phàm tìm cội cũ, về nơi tiên cảnh mới nhàn thanh. Nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy ráng tâm. Nhành lá sum suê màu đượm dẻ, non thần biến đổi hết rừng lâm. Rừng lâm cây đã thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đầy, chờ đợi con hiền nói tục cổ, tới thời thượng cổ điệu hòa mai. Vỏ vỏ đêm thanh nức giọng vàng, kiển cây sum màu đượm mùi nhang. Phù dung rạ gánh thân yên nhà, thành thới gia trung gặp chữ nhàn. Nam mô A Di Đà Phật. Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kênh Tùng Quê. Giờ này thì khoảng 11 giờ tại An Hòa Tự, chùa Thầy. Tùng Quê lời nói đầu tiên kính chào toàn thể quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống, và luôn được sự trợ che của Đức Phật, Quan Âm Đức Thầy. Hiện tại thì Tùng Quê đã đến đây và xin cập nhật một đoạn phim ngắn để cho quý vị thấy rằng ngày hôm 15 tháng 6 2024 âm lịch thì bà con mình đi chùa cũng đông, đông hơn qua quý vị. Ngày qua 14 thì không đông khung. Kính thưa quý vị thân mến, thì Tùng Quê cũng chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Tùng Quê, đã chọn kênh Tùng Quê để xem chương trình. Đặc biệt thì cảm ơn quý vị đã hỗ trợ bấm like cho Tùng Quê, ủng hộ cho Tùng Quê, và có đôi lời bình luận cũng rất là hay để hỗ trợ kênh quý vị. Tùng Quê kính chúc quý vị luôn bình khỏe, bình an, tinh tấn tu hành. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ vào trong, hiểu gì vào trong để cho quý vị chỉnh lễ Phật, chỉnh lễ chân dung Thầy. Cảm ơn các bạn. Đây thì Tùng Quê sẽ vào trong, không vậy ha. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì phải nói bà con mình cũng khá đông, không vậy ha, khá đông. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Phật và Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Xong mấy quý vị.
tại thì Tùng Quê cũng thấy nơi chánh điện có hai bình bông của Ngọc Giao Long Xuyên rồi kìa. Cái vị này thì thường xuyên một tháng hai lần, mỗi lần hai lần qua ở tại An Hòa Tử. Hai bình bông này cũng mới vừa chúng tôi thiết nghĩ cũng vừa đem tới đây. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Phật Di Lặc nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Phật Di Lặc. Kính thưa quý vị, Ngọc Giàu Long Xuyên, quý vị thành kính cúng dường chư Phật mười phương. Hai bình bông rất là đẹp của mình. Bình bông phía bên tay mặt đây chúng tôi đang đứng gần đây. Kính mời vị kinh lễ Đạt Ma Tổ Sư. Mời quý vị đến lễ Đức Quan Âm Bồ Tát nha. Yeah.
mời quý vị xin lễ Đức Thầy. Dạ thưa xong. Nơi Chư Dung Thầy có một cái bình phóng sen. Sen bữa nay thì nó cũng hơi héo rồi nha quý vị. Các thưa quý vị, ngày hôm qua thì hôm qua quý vị mà có xem phim ngày hôm qua thì nơi bàn kiến nghiệp trong đây có cô Tư Liên nha quý vị. Thì cô Tư Liên ngày qua là ngày giỗ cúng cơm cho cô. Thì tại chùa Hòa Tự có thiết lập mâm cơm cúng dường. Đặc biệt thì hôm qua thì có chú Hai Sĩ và các chú kể lại một chuyện cô Tư ngày xưa được Đức Thầy mà dặn dò để cho cô ở lại đây phụng sự chùa. Cô đốt hương khói và cô nấu cơm, quản lý ban hậu cần phía dưới đó gì. Thì nếu quý vị coi lại cái bộ phim đó thì quý vị sẽ thấy được đó là cô Tư cũng khá đặc biệt. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại kính mời quý vị hướng đến Đức Phật Thầy Tây An kính lễ không? Nam mô Di Đà Phật. Kính mời quý vị đến lễ Đức Phật Thầy Tây An. Giờ tới xong nó mua giờ. Các thưa quý vị thân mến, bà con mình đi chùa lễ Phật cầu nguyện ở trên chư Phật mười phương đồng gia hộ giống như cho gia đình chúng ta, cho thế giới được hòa bình, cho tất cả mọi người được an lạc hạnh phúc. Các sự mà chiến tranh rồi bão tố phong ba thì nó cũng chúng ta cũng được vượt qua giống như gắng cố gắng để thành tâm cầu nguyện. Và nhớ là quý vị gán thành tâm niệm Phật hàng ngày, bởi vì niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp thì từ thì rất là non bồng. Ước mơ thế giới văn hòa lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé mỉm cười à quý vị. Quý vị mà hàng ngày nhớ niệm Phật thì tin chắc rằng thì tất cả chúng ta sẽ được an vui an lạc. Tất cả những tai nạn cũng đều vượt qua được, quý vị nhờ Phật chở che cho chúng ta. Lễ kỷ nương đức mầu từ bi quay lật nghiệm sâu độ con thoát chốn vui sầu trần ngay. Nam mô Thích Ca Như Lai Ta Bà Giáo Chủ sinh ngày chứng minh. Kính thưa vị, đó là đôi lời của quyển năm mà Đức Thầy đã viết.
mong cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sinh. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng khó thành đồ cho. Nếu quý vị mà cố gắng thành tâm cầu nguyện cúng lại sớm chiều, rồi quý vị gắng tu sửa làm cho mình thẳng ngay tốt đẹp lên, tâm mình ngay thẳng thì tin chắc rằng làm đường ngay thẳng khó thành đồ cho, có kỳ chư thần sẽ hộ mình. Nam mô A Di Đà Phật. Các đồng quý vị thân mến, giờ đây thì đồng quê đã ra phía ngoài sân, trời hôm nay bắt mát mát nên bà con mình cũng ở phía trước này cúng thôi. Giờ đây thì đồng quê sẽ đi một cua xem tình hình bà con mình như thế nào. Bà con mình thấy cũng lạ lạ, xa xa giống như chứ không phải người gần ở đây. Đi về hướng này đi coi. Cái thưa quý vị, giờ này thì nhà lưu niệm đóng cửa. Tại vì nhà lưu niệm thì giấc trưa được nghỉ trưa, sáng thì mở cửa tới 11 giờ. Nghỉ trưa 1 2 giờ mở cửa lại hết đi cho bà con mình vô viếng ở trong. Và những cổ vật của niệm Phật chứ bạn hoài không lên niệm Phật chứ chứ. Niệm Phật nó mới hay. Dụ niệm Phật chứ mình bạn hoài không niệm. Nhớ niệm Phật. Sáu chữ ghi chứng đồng ngồi nhớ niệm chứ mình không niệm. Thì ta mất diễn. Ông này cũng ở nhân nè. Là trần nhân sự của ông nhân nè. Con cháu đức của quản trần thành mà sao có trần thành nè. Ngày trần cái trà nổng mà. Còn mấy ông kia nói sao vậy, tại cha mẹ tôi đặt cho con ngồi đi. Mấy ông nói như vậy thôi. Chú hai con ngồi đi. Nhân thành luôn đó. Gọi chú hai ngồi đi. Nó nổ chiếm nha. Nó tuổi trẻ chứ, nó đại công đó. Mời mày ngồi chơi nữa, mỗi lần nữa mà không thấy. Mời mày dành cửa ra. Kính mời quý vị định lại Đức Thầy. Mời mời mời. Chú thầy gây ra cả cái nghiên cứu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái thưa quý vị, đây là các chú các anh mình đang ngồi để bàn đạo đức cái gì rất là hay. Bây giờ tụi quay luôn chưa ra hết quý. Các vị y sĩ dược sĩ cũng đang phát thuốc như vậy. Đi chùa quý vị an tâm, nếu có bệnh thì sẽ có các vị này sẽ lo thuốc cho quý vị uống khỏe để mà cúng lại giống như Nam Mô A Di Đà Phật. Trong các dụng cụ mà để ăn đó gì là phơi nắng nha quý vị, phơi nắng rồi giống như phơi nắng đi sát trùng vậy. Giờ này thì hơi qua giờ cơm rồi, thấy bà con mình cũng ăn cơm đã dai, cũng không có đông lắm nha quý vị. Ở đây thì có vào những ngày rằm thì nó có hai điểm đãi ở trong và ngoài. Nơi ở ngoài thì do các tổ nấu đãi như vậy. Đồ ăn thì cũng rất là ngon.
các tổ thì thương luân phiên nhau nấu là một một 10 ngày một tổ nha không vậy, mà chỉ đăng ký nấu có được có một lần mà thôi. Môi là phải à, cái đuôi gì ban hậu cần hiện giờ thì công tác mà chuẩn bị cho ngày nay thì cũng tạm ổn rồi, bây giờ làm xong rồi, bây giờ này thì cũng không còn làm gì nhiều. Cái này chắc để dành quá, để dành gầm, để dành ha, phải tới. Ủa vậy đó hả? Tại ta cho mình sợ nó hư mình thắng trước. Vậy đó hả? Cái này là gì? Tỏi sấy. Tỏi sấy. Sấy vừa dầu vừa ấy rồi kia mình em cắt luôn cái mọng vậy hả? Ờ, nó có lớp khô vậy đó. Ủa khô vậy luôn đó hả? Khô dữ rồi. Rồi tới chừng nữa mình nêm rồi mình bỏ vô thôi ha. Em bỏ vô thôi cho nó thơm. Ờ. Khỏi thắng nữa. Dạ. Để mình để tới chừng đó cái nó bị hư. Rồi. Phải thắng trước. Tỏi người ta cũng cho đó ha. Cho. Đây không có thì mình mua hên xui. Các cô mình à. Đang làm gỏi đang mình đãi ngoài nè. Dạ, làm gỏi đãi ăn đó. Rồi, ngon nha. Sáng xuống cái đãi bánh canh. Tôi bay bánh canh bánh xèo nhóc luôn. Có bánh canh xèo đó hả? Thông cảm đi, giờ sáng này ổng tâm quà rồi. Tâm quà khai trương nhà thuốc. Bánh canh bánh xèo rồi, tới ngày mới gì đó cô. Ngày mai chưa lên lịch. Chưa lên lịch hả? Dạ, yeah, căng nha, cái này giữ là hồi hộp nha. Bánh chú mì nữa hả? Chút nữa có rồi phải không? Ồ, mau dữ vậy ta. À, tổ này là tổ của cô Sơn đó quý vị. Cô Sơn ở trạm cơm số 5. À, cổ làm nhiều món đãi đãi quý vị. À, ở đây thì đãi cơm cũng là một điểm đãi trong chùa, nhưng mà chỗ này thì đặc biệt là chị Hay Xà quản lý không gì, không phải là tổ. À, chị nấu cũng vào những ngày rằm lớn này đòi chạy chị cũng đãi luôn, nhưng mà đặc biệt thì vào ngày thường thì chị Hay Xà nấu đãi cho những cái vị làm con quả, cũng vậy là con quả ở trong này, nhưng mà ngày rằm lớn thì đãi đại trà luôn. Giờ này đãi muốn xong rồi, muốn xong buổi sáng rồi. Còn giờ này còn làm gì không? Làm gì nữa xong rồi. Xong luôn hả? Còn ấy ba cái đó mình. Dạ. Bởi vì sáng này ăn khánh thành khai trương nhà thuốc ở Tân Hòa. Khai trương nhà thuốc Tân Hòa. Tới giờ này ngày mới qua quay ở đây mà sao tôi không thấy bắt đầu tôi không thấy ở đây. Mà tôi thấy ở lạc hẻ ngoài kia khách hàng. Ủa vậy hả? Lạc hẻ ngoài kia thấy. Vậy hả? Ở đây không thấy. Hên xui rồi. Mà thấy có quay cái máy này nữa. Vậy hả? Ờ, thấy có quay. Mà sao nó không lên? Bắt không thấy. Thấy vô không? Nó bắt không thấy mà. Đúng rồi. Chị nói. Có hết trơn à. Chứ ai mà cắt bỏ đi đâu. Trời ơi, sao mà tôi không thấy? Tôi thấy trời coi coi. Tôi coi xe gửi ngoài cái sông hầu ra ngoài kia rồi. Dạ. Ra ngoài hẻ rồi. Chứ bỏ chỗ này hả? À, bỏ chỗ này không có. Chắc là quý vị nhìn à, quý vị nhìn thấy chị này giống xếp ghê không, ngồi có ghế cao rồi ha, ở cái chân chủ cao hơn người ta đó, nó làm mà cũng có cái chỗ đặc biệt đó. Mà quay mà sao không vô hình, không biết làm sao thiếu bớt gì để kiếm đợi coi chứ làm sao mà thiếu được. À, mấy chị mình đang đang sắp dừa muối vào việc này để dành rồi. Cái này ta có để màu không mà nó ra màu này ta? Màu. Có hả? Ướp màu lên màu. Gì hả? Cái này chắc lấy nghệ á. Màu nghệ á. Nghệ á. Mình thấy nó hiện lên mình mới nắm. Bởi vậy kênh Tùng Quê toàn là người già chứ người lão không à, thành ra không ủng hộ quá, cho hả? Cho chuối luôn hả? Bữa nay có cái chị này là lạ rồi ta, ở đâu hả? Ở đây nè.
Ở đây sao? Bởi vậy hả? Bởi vì giống thịt chị Phượng à? Em chị Phượng. Gần nhà chị Phượng đó. Dạ. Em sao rồi đi núi, đi chùa tới ngày sao rồi có thay đổi vậy không? Lúc nào cũng vậy thôi. Rồi, thua. Lúc mà nó đá dụng không? À, cái đuôi gì thân mến à? Em nữa không ai anh? Thôi được rồi chị. À, hôm nay là mình giữ xe, ban quản tự giữ xe ở đây chứ gì? Xe giữ đây thì rất là bảo đảm, ok. À, bảo quản tốt, mưa luôn. Đi ra đây, đi đường này luôn coi. Ngày xưa chỗ này cũng có một cái mương nhé, mương rồi sẵn đó, cái mình làm cái be bờ luôn. Cá tự động ở trong đó nó tự sanh sản thôi chú Việt, chứ mình không có nuôi. Hôm lúc thì có lâu lâu bà con đem chùa tới thả vô rồi mình cũng phải bắt đem chỗ khác quý vị, chứ ở trong đây thì nó giống như nó không có được không thả. Các anh mình giữ xe bằng giấy có uy tín đàng hoàng như vậy, rất là đảm bảo. Điều kiện là quý vị khi mà có giấy quý vị phải giữ cực kỹ, đừng có bị mắc theo gì. Nếu mắc thì hơi khó một chút. Nếu quý vị làm mắc giấy thì cần phải kiểm tra số xe rồi bằng lái rồi tên quý vị, nó rất là khó. Nên khi đi chùa quý vị có gửi xe thì cái giấy xe quý vị gắn giữ. Bữa nay thì ngày đi chùa ngày 15 thì thông thoáng, không có đông. Thì sắp tới đây thì quý vị rằm tháng 7 đã tới rồi. Rằm tháng 6 qua thì rằm tháng 7 tới liền. Đó là rằm Trung Nguyên. Nếu vậy rằm tháng 7 thì bà con mình sẽ đi rất là đông. Thì hôm nay thì Tùng Quê cũng quay ngắn một đoạn phim ngày rằm cho quý vị thấy, quý vị xem ở cảnh chùa thầy Thanh Hòa Tự, mà một ngôi chùa thật là cổ. Quý vị thấy là ngôi chùa ai trồng khoai đất này. Cái đó quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê cũng đi giáp vòng rồi. Hôm nay thì cũng không có gì mới. Bà con đi chùa thì cũng hơi đông hôm qua một chút, quý vị. Trời nay cũng mát, không có nam mưa, cũng không nắng. Giờ đây thì Tùng Quê kết thúc bộ phim hôm nay. Xin hẹn quý vị một ngày khác, quý vị ha. Thì có điều chi mà sơ sức thì mong quý vị cũng thông cảm bỏ qua, quý vị ha. Hôm nay thì tại hậu trường cũng có chương trình độc giảng, quý vị. Bởi vì chúng tôi không có quay chương trình độc giảng nên không có trực tiếp quay ở trên đó, nếu không có gì thông cảm. Bây giờ thì Tùng Quê sẽ trở về nơi ăn tống một chút, quý vị. Thấy bà con mình cũng đang ở đó thỉnh đồ, quý vị. Nếu ai mà chưa có chân dung thầy, chưa có đồ thờ thì hãy đến đây. Còn nếu quý vị chưa có sấm giảng để đọc thì hãy đến đây, chúng tôi cũng tặng cho luôn. Tiểu ban anh nắng phát hành sấm giảng cho người. Có công tác mà gì sự không? Dạ có. Nhưng mà công tác là sợ nha. Tụi em là khi nào mình làm việc gì mình phải nắm chắc về cái thân thể của đứa thầy. Dạ. Chứ ở đây chúng tôi thấy là lại căn bán kiến bán kinh đọc tụng nhiều mai, làm theo lời chỉ như này, là người ta mà ai tu cũng muốn gặp thầy. Các đồng chí thân mến, nơi đây thì là tiểu ban anh nắng phát hành sấm giảng, có phát hành sấm giảng của thầy. Nếu ai chưa có thì đến đây thỉnh. Rồi đây và phương bị lúc này chuẩn bị là đại hội đồng thời thì quý vị chưa có thì cũng phải đến đây luôn ha. Chúng tôi sẽ cho thỉnh luôn. Sai trái qua tôi chỉ là ban trị sự lớn nhất của trách nhiệm của các ông.